Chương 261, lão tử muốn đem ngươi đá đi. Hai, còn chưa đến thời điểm phóng tuyệt chiêu. Hắn làm giống như nước nóng nấu ếch vậy, chậm rãi hao tổn. Linh đang ngủ phẩm thượng phẩm, luyện chế hoàn thành. Đúng lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Nghiêm phục giơ tay lấy đang dược bên trong ra cao hứng bừng bừng cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Mí mắt trác phạm lắc một cái, không khỏi cười to hơn, ha ha ha. Nghiêm lão ngại thật sự là dạy dỗ ra được một đồ đệ tốt. Nhưng mà thoáng một cái lại có một cái ghế của trận chung kết bị chiếm mất. Nghe được lời này, độc thủ Dược Vương vẫn không đáp lời nhưng lại quay đầu trận mắt hướng về vị trí của đồ đệ bảo bối kia. Nghiêm phục vẫn đang có vẻ mặt tự hào, ngẩng đầu ứng ngực đột nhiên cảm thấy một ánh mắt băng lạnh hướng về phía mình, quay đầu lại nhìn thì lại chính là của sư phụ, không khỏi bị dọa rung lên một cái. Vội vàng cúi thấp đầu, Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hiện tại hắn mới chợt phát hiện, hắn đã làm sai một việc. Cùng sư phụ lên đài cạnh tranh thế mà sư phụ còn chưa luyện xong, hắn là đồ đệ sao có thể luyện xong trước đây? Đây không phải là đoạt danh tiếng của sư phụ, phạm đại tội ngỗ nghịch hay sao? Trong lòng hắn hiện tại đã hối hận đến xanh ruột. Nhưng mà không có cách nào khác. Sai lầm lớn đã gây nên mà độc thủ dược vương cũng không có rảnh để tính toán cùng đồ đệ đuôi mù ngốc nghếch của mình vội vàng tiếp tục luyện hóa đang dược trong tay không hổ là độc thủ dược vương vẫn có thể bảo trì bình thản trác phàm sờ mũi một cái liếc nhìn nghiêm tùng một cái thật sâu cười khẽ một tiếng ha 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 bội phục bội phục nghiêm lão thật sự là hàm dưỡng tốt đồ đệ đại nghịch bất đạo như thế mà vẫn có thể chịu được nhưng mà quá đáng tiếc ngươi vẫn trúng kế Độc thủ dược vương hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn. Biết đây là mưu kế nhiễu loạn tâm tính của hắn. Nếu mà thật để ý đến lời nói của hắn thì mới thật sự là trúng kế đây. Trác phàm cũng mặc kệ là hắn có nghe thấy hay không, dù sao vẫn ở đó nói, biết không, thực ra ngay từ đầu khi ta xuất chiêu nhất chưởng càng không kia bị thất bại. Lỗ tai của độc thủ dược vương bất giác cử động. Tuy biết đây là kế sách nhiễu loạn của Trác Phạm nhưng mà đây là nghe đến đề tài kỳ thuật luyện đang nghịch thiên, hắn thân là luyện đan sư vẫn không ngăn được mà vẫn tay lên. Khóe miệng hơi vẫn lên, lộ ra một đường công tà dị, Trác Phạm tiếp tục nói, lúc đó chiêu này sở dĩ thất bại là bởi vì quan hệ đến hỏa diễm quá yếu. Nhưng mà điểm này ở lần ra tay đầu tiên ta cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Cũng không nghĩ sẽ thành công, chỉ là luyện tay thôi nói cách khác là ta có ý luyện thất bại. Trong lòng độc thủ dược vương hơi động, trong mắt không ngăn được co lại. Mà theo cử động này của hắn, hỏa diễm trong tay cũng lắc động một cái. Sau đó hắn vội vàng bình tĩnh lại tâm cảnh, tiếp tục luyện đan. Nhưng mà lỗ tai vẫn không tự giác dựng thẳng. Về sau ta cố tình thể hiện rất mất mát, chỉ là giả vờ để cho ngươi nhìn thôi, đến mức mà khiến cho những người ở toàn trường kia đồng tình cũng là ta cố ý tạo ra bầu không khí đấy mục đích chính là để buông lỏng tính cảnh giác của ngươi nếu không mà nói ta chỉ hắt hơi một cái là xong thì độc thủ dược vương ngươi có thể tùy ý ngăn lại rồi thân thể nhìn không được cử động hỏa diễm độc thủ dược vương đang đốt trong tay cũng bị rung động cuối cùng hắn quay đầu qua nói cho nên ngươi để lão phu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác lại ngay ở thời điểm mấu chốt thành đan lúc lão phu đang hưng phấn kết đang thì lại âm lão phu một cái. Tiểu tử nhà ngươi tâm kế thật hay, chỉ sợ sẽ không kém u quỷ thất kia chút nào. Ha ha ha, đâu có đâu có, nghiêm lão quá khen. Trác phàm khoát tay. Khẽ cười một tiếng. Nhưng mà mưa kế vốn dĩ là đem tất cả mọi thứ như là toàn bộ chi vật sử dụng lên thôi. Lúc đó nghiêm lão nói đám người này cứu không nổi mệnh ta để cổ động bọn hắn cũng vô dụng. Không sai, ngài nói rất đúng tuy rằng bọn họ cứu không nổi mệnh ta nhưng lại có thể giúp ta lừa được lão nhân gia ngài nếu không phải tại bầu không khí bi thương kia chỉ sợ ngài cũng không thể nhanh như vậy cảm giác được sự tuyệt vọng của ta để buông lỏng cảnh giác đi độc thủ dược vương bất giác nắm chặt nắm tay hung hăng khẽ cắn môi thầm hận chính mình tuổi đã cao mà còn bị một tên tiểu quỷ đùa giỡn trong lòng bàn tay ha 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 ngài không cần tự trách quá Trác Phạm tự hồ nhìn ra suy nghĩ khác, khẽ cười rồi nói, dù sau ngày thường ngài đã quen dùng độc dược, các loại âm mưu quỷ kế này ngài cũng không am hiểu. Thua cũng không có gì lớn lao. Nếu hiện tại đứng trước mặt ta là u quỷ thất trong lời ngài thì có lẽ ta sẽ không lừa được hắn. Hừ, bất luận thế nào, lần này xem như lão phu đã bị ngã nhào một cái. Nhưng mà ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tiếp theo đây lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục làm. Độc thủ Dược Vương không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, giọng nói căm giận. Trác Phàm đầu mi hơi nhíu, chợt cười to, ha ha ha. Xin lỗi Nghiêm lão. Tuy làm như vậy rất bất kính thể diện nhưng mà ta không thể không tiếc núi thông báo với ngài là ngài lại bị lừa. Độc thủ Dược Vương không khỏi sững sờ, không hiểu cho lắm. Nhưng đúng lúc này âm thanh của Lưu Nhất Chân lại vang lên, sau đó lại có hai âm thanh của hai người khác vang lên chỉ ngắn ngủi bên trong mấy hơi thở lại có ba người lọt vào trận chung kết đan vương. Tuy ngài luyện đan thật sự là nhanh, thế nhưng ngài lại nghe ta lại nhảy một đống chuyện, cứ coi như tâm cảnh không bị nhiễu loạn, luyện đan không bị thất bại nhưng cũng làm chậm quá trình ngài luyện đan. Khóe miệng trác phàm nhếch lên một độ công quỷ dị. Cười âm hiểm thành tiếng, thản nhiên nói, không sai, mục đích chính thức của ảo tử không phải là nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi mà chính là để ngươi không kịp luyện thành đan dược để đưa lão gia hỏa ngươi đá đi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, nhìn thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người sắp luyện đang thành công, trong lòng độc thủ dược vương siết chặt. đúng là lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ từ khi sinh ra đến giờ. Thiếu niên này thật sự là đáng sợ, vậy mà theo vòng ba, thậm chí có lẽ là càng sớm trước đó ngay từ đầu đã bố trí liên hoàn bảy ác độc như vậy chỉ chờ mình chui vào. Mà chuyện đáng hận nhất là hết lần này đến lần khác mình liên tiếp trúng kế hai lần lại nhìn về phía dược tài mới luyện hóa được một nửa trong tay, trên mặt độc thủ dược vương càng biến hóa không ngừng. Hắn hành tẩu trên giang hồ đã nhiều năm như vậy nhưng mà đây là lần đầu gặp phải đối thủ khủng bố giống như Trác Phàm. Chương 262, một cái trắm kinh hải dược vương, một, đã không thể ngăn cản hắn vậy liền kéo chết hắn, đây chính là kế hoạch mà ngay sau khi biết được quy tắc của vòng thứ ba cạnh tranh đan vương trác Phạm đã chế định tốt dù sao lần này là so về tốc độ chỉ cần khiến cho tốc độ luyện đan của lão gia hỏa này hạ xuống thì coi như hắn muốn lọt vào trong cũng khó trác Phạm cười gằn lại nhìn về phía lão đầu kia thế nhưng mà độc thủ dược vương hình như đã hiểu rõ quỷ kế của hắn lại vẫn có thể bị mắc lừa giờ khắc này hắn cố gia tăng thêm tốc độ giành giật từng dây địa luyện đan nhưng mà không hổ là độc thủ dược vương đệ nhất thiên vũ chỉ cần chăm chú lên thì tốc độ luyện đan cũng rất nhanh chỉ qua mấy hơi thở liền đem toàn bộ dược liệu còn lại luyện hóa thành dược dịch tiếp đó cũng là ngưng tụ thành hình đan đầu mi trác phạm hơi nhướng lên cũng không có chút nào vội vã có một số việc cho dù mọi người biết là sai mà vẫn không quản được chính mình hết lần này đến lần khác vẫn muốn làm chỉ bởi vì chuyện này làm bọn họ cảm thấy hứng thú mà thôi độc thủ dược vương cũng không ngoại lệ. Khụ khụ khụ. Ho nhẹ một tiếng, trác phạm hắn giọng thản nhiên nói, nghiêm lão. Ta nhìn khối tài liệu luyện đan của ngươi thì kể cho ngươi chuyện ta luyện hóa dược tài ở vòng thứ hai. Dùng chiêu cửu thiên long ngâm trảo bí quyết kia. Tuy hắn biết rõ đây là âm mưu của trác phạm nhưng vẫn không nhìn được vệnh tai, cũng hiểu rõ cái mà trác phạm gọi là bí quyết tuyệt đối đều là giả. Thế nhưng là một tên luyện đan sư, sau khi chứng kiến kỹ pháp luyện đang kỳ dị như vậy hắn vẫn không thể nhìn như cũ mà muốn thăm dò một lần. Cứ như vậy vốn là chỉ cần sau một khắc thời gian là có thể ngưng tụ thành đang hình thức ban đầu, lại trong nháy mắt đình trệ lại. Tốc độ của hắn không ngờ bị Trác Phàm làm cho chậm trễ. Trong lòng Trác Phàm vẫn không nhịn được mà cười lên nhưng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc như cũ, ừm, cái cửu thiên long ngâm trảm này nghĩ như tên. Bên trong nó có chữ long, lại có chữ trảo, tất nhiên ngươi sẽ muốn để bàn tay uống lượng thành hình vuốt trồng trước. Con mẹ nó không phải hắn đều nói nhảm sao? Độc thủ dược vương đối với âm mưu của trác phàm trong lòng rõ như gương sáng nhưng cũng tuyệt đối không muốn nghe thêm những lời nhảm nhí đó nữa. Thế nhưng mà lại không quản được hai lỗ tai của mình. Chỉ cần nghe đến đề tài bí thuật luyện đang hắn đều không thể ngăn được mà dừng lại. Vẫn muốn lắng nghe nghiêm túc một lần thế nhưng thứ truyền vào trong tai hắn vẫn là những câu chuyện cũ mềm không đau không ngứa kia của Trác Phạm, cả một trổ nhảm nhí. Vì thế hắn sắp khóc ra rồi, hận không thể cắt luôn hai cái tai của mình đi. Không có cách nào hắn đành phải hướng về phía tiều nhã ở trên đài cao, cáo trạng như một đứa trẻ, mách lẻo nho nhỏ, tiểu thư, tiểu tử này vẫn luôn ở đây cản trở lão phu luyện đan. Cái gì, tống đại sư ảnh hưởng ngài luyện đan sao? Hắn ảnh hưởng như thế nào? Tiểu Nhã sững sờ, nghi ngờ nói. Gương mặt của độc thủ Dược Vương hơi phím hồng. Trầm ngâm một lát rồi cắn răng nói, Tiểu tử này ở bên tai lão phu nói liên miên lải nhải, quấy rầy đến mức tân thần lão phu bất an. Lời vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó đột nhiên phát ra một trận cười vang. Thân là luyện đan sư điều quan trọng nhất là tâm cảnh. Người ta mới nói mấy câu liền khiến ngươi không thể luyện đan thì còn tính gì là luyện đan sư? Như vậy mà cũng có thể làm luyện đan sư đệ nhất thiên vũ. Tất cả mọi người ở đó đều khinh thường biểu môi, ánh mắt nhìn về phía độc thủ dược vương đều tràn ngập chế giễu. Chuyện này trước đây chưa từng có. Thế nhưng mà bọn họ làm sao biết được, những lời mà Trác Phạm nói đến đều đánh sâu nhất vào dục vọng lớn nhất trong tâm khảm của hắn. Coi như hắn không muốn nghe cũng không thể quản được hai lỗ tai mình. Đừng nói chỉ riêng độc thủ dược vương, đổi lại là ai cũng sẽ như thế mà độc thủ dược vương nghe thấy mọi người cười như điên, mặt càng thêm đỏ bừng. Lần này hắn đã mất sạch mặt mũi. Tiểu nhã bất giác hung hăng co rút da mặt, có chút dở khóc dở cười nói, nghiêm lão sao người lại giống như tiểu hài từ. Chút chuyện nhỏ này cũng muốn hướng đến ta cáo trạng sao? Đúng đấy. Chẳng qua lão tử tâm sự cùng hắn, bồi cưỡng chút tình cảm, có gì mà cáo trạng. Trác phàm cũng không ngại lớn chuyện, vẫn ở bên cạnh nói thêm vào chọc cười mọi người câu này lại không khỏi gây nên một trận cười vang cho mọi người hít mấy hơi thật sâu mới khiến cho cơn thịnh nộ trong lòng lắng xuống độc thủ dược vương hướng phía tiểu nhã quát to tiểu nha đầu kia ngươi thân là người chủ trì đến cùng ngươi có quản chuyện này hay không nếu không thì lão phu sẽ tự mình ném tiểu tử này đi được 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 ta lo còn không được sao tiểu nhã bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía trác phạm ấy nấy cười nói, tống đại sư xin ngài thông cảm cho thói quen luyện đan của nghiêm lão một chút. Không nên nói nữa, hay là xin mời ngài đến chỗ ghế khách quý ngồi nghỉ một chút, được không? Trác phạm không khỏi nhướng đầu mi, biểu môi nói, tốt thôi, ta nể mặt ngươi, không nói. Sau khi nói xong, trác phạm thật sự ngậm chặt miệng, không nói thêm một chữ nào. Chỉ một thoáng, độc thủ dược vương cảm giác được toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Nhìn lại những người đang luyện kia, phần lớn đều đã ở cấp độ thành đan. Vậy mà hắn ngay cả hình thức ban đầu của đan dược cũng chưa thể luyện ra. Sau đó vội vàng gia tăng tốc độ, đem tất cả dược dịch tụ lại một chỗ, biến thành đan hình, ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. Lại một tiếng hô đắc giá vang lên. Có một người đã luyện chế hoàn thành. Đến tận lúc này đã có 7 người tiến vào trận chung kết đan vương. Độc thủ dược vương chà mồ hôi lạnh trên trán trong lòng càng khẩn trương vội vàng nắm chặt thời gian hoàn thành linh đan thế nhưng trong lòng của hắn vẫn lo sợ tiểu tử này sẽ có hoa chiều gì quấy rối mình sau đó vừa luyện đan vừa phân tâm xem xét nhất cử nhất động của trác phàm nhưng mà lúc này trác phàm dường như rất nhu thuận cuối cùng vẫn im lặng không nói thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng không hình như đã sớm từ bỏ kế hoạch cản trở hắn Chương 263, một cái rắm kinh hải dược vương, hai, hừ, tiểu tử này nhất định là giả vờ. Lúc trước lão phu để hắn làm mới có thể bị hắn có cơ hội lợi dụng. Lần này lão phu nhất định sẽ cẩn thận thì tiểu tử này lại chẳng hề để ý, có thể nói là có khả năng hắn đang tìm sơ hở của lão phu muốn lặp lại chiêu cũ. Ánh mắt đi khẽ hiếp lại, trong lòng cười lạnh, đồng thời tâm lý cũng căng như dây đàn. Lão phu cũng sẽ không lại hỏng đến lần thứ hai chủ trì ta luyện chế hoàn thành lại một tiếng kêu to vang lên người thứ tám lọt vào độc thủ dược vương hít sâu một hơi nỗ lực để giữ cho mình tỉnh táo hỏa diễm trong tay vẫn bình ổn như cũ càng là lúc này thì tâm cảnh càng phải bình tĩnh nhìn đang dược trong tay đã hoàn toàn thành hình độc thủ dược vương khẽ cắn môi tập trung tinh thần cao độ đã đến thời điểm mấu chốt nhất tuyệt đối không thể để thất bại thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía trác phàm không có động tác gì như cũ độc thủ dược vương cẩn thận địa luyện đang dược trong tay rất nhanh hắn đã đến một bước cuối cùng chỉ còn thiếu một lần hỏa liệt sau cùng là đem đang dược triệt để ngưng tụ hóa thành linh đan đại công cáo thành nhưng mà lúc này dường như hắn lại trở lại thời khắc lần thứ nhất bị trác phàm nhảy mũi phá hư cho nên hắn cực kỳ thận trọng tuyệt đối không thể cùng một chỗ bị đánh bại hai lần được trong mắt độc thủ dược vương ngưng tụ trong lòng bỗng hét lớn một tiếng hỏa diễm trong tay bỗng nhiên tăng cường thế mà ngay tại lúc này một tiếng động như ác mộng lại vang lên lần nữa hắc xì si. lại là cái âm thanh hắc xì si kia trong lòng độc thủ dược vương không khỏi chấn động vội vàng phất ống tay áo bảo vệ hỏa diễm thân thể chuyển lại đưa lưng về phía trác phàm nhưng mà cái giật mình này không ngăn được tâm cảnh của hắn rung động một chút khiến hỏa diễm trong tay cũng rung động theo. May mà hắn là luyện đan đại sư đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú mới vội vàng ổn định tâm cảnh, nếu không có một bước quan trọng này thì đã luyện hỏng đan dược. Thở ra một hơi thật dài, độc thủ Dược Vương chà mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu liếc nhìn Trác Phạm một chút. Lại chỉ thấy hắn cũng không có hướng về phía này nhảy mũi mà chính là xoa xoa cái mũi. Dường như không có chuyện gì phát sinh. Tự hồ cũng chú ý đến ánh mắt của lão gia hỏa kia, Trác Phạm quay đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại, mắng, nhìn cái gì đây, lão tử cũng không nói chuyện nhiễu loạn ngươi. Bờ môi độc thủ dược vương lúng túng hồi lâu. Trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không nói nên lời. Ngươi không có lên tiếng nhiễu loạn lão phu nhưng ngươi đứng ở chỗ này chính là quấy nhiễu lớn nhất với lão phu. Giờ khắc này, độc thủ dược vương cảm thấy mệt mỏi không gì sánh được đây cũng không phải là mệt mỏi trên thân thể mà là mệt mỏi tinh thần. Hắn tung hoành đại lục nhiều năm như vậy còn chưa từng trải qua thời khắc nào mệt mỏi như thế. Sau khi lụy đang còn phải luôn duy trì tâm lý khẩn trương cao độ như vậy, người nào có thể chịu đựng được. Đối với điều này, hắn không thể không tặng một chữ phục cho Trác Phàm. Mấy chục năm qua có thể bức độc thủ dược vương nghiêm tùng hắn đến mức này chỉ có Trác Phàm là người đầu tiên. Dường như cũng nhìn ra sự khốn quẩn của sư phụ, mắt nghiêm phục sớm đã trợn tròn. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa được thấy qua sư tôn thủ đoạn độc ác lại bị người khác chỉnh đến mức không thể tiến lùi như vậy. Lại nhìn về phía trác phạm ở vị trí thứ nhất, khóe miệng luôn treo một ý cười khó hiểu. Trong lòng của hắn không có lý do gì mà lại bùng lên từng tia hàng ý, đạo đang nương nhìn thấy nghiêm tùng ăn quả đắng, tâm lý không khỏi sảng khoái. Sở khuynh thành thì nhìn thấy trác phạm có thể đem nghiêm tùng tùy tiện đùa dẫn trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đại sảnh lầu trên. Mọi người đã sớm bò lăn ra cười. Nghiêm tùng này tốt xấu gì cũng là độc thủ dược vương để cả bảy thế gia phải kiên kỵ nhưng hôm nay lại nhiều lần thất bại bởi tay một tên tiểu quỷ mới vào đời. Nhưng mà mọi người cũng rõ ràng, tiểu tử này không phải người bình thường. Đổi lại là bọn họ đoán chừng sẽ bị chỉnh thê thảm hơn. Độc thủ dược vương đối với ác ma trác phàm chung quy vẫn là không đánh lại ác ma bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán nghiêm tùng đây gọi là ác nhân có ác nhân trị đối phó với dạng ác nhân như hắn cũng chỉ có trát phạm ác ma càng ác hơn hắn gấp trăm lần mới có thể giờ khắc này chắc cũng chỉ có hoàng phủ thanh vân ngồi ở ghế khách quý sườn phía đông mới có thể nhìn thấy độc thủ dược vương bị dọa đến thành bộ dạng nơm nớp lo sọ lão tiểu tử này nếu bị thua thì bồ đề tu căng kia sẽ rất khó đến tay độc thủ dược vương hít một hơi thật sau chỉ thiếu một bước cuối cùng là hoàn thành đan dược, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Các loại tâm tư hắn đều hiểu, cho nên giống như Trác Phạm, hắn cũng tuyệt đối không thể thua. Trác Phạm thua sẽ phải hai tay dân đầu lên. Nếu như hắn thua chẳng những hủy hết thanh danh mà sao đế vương môn kia có thể tha cho hắn? Nghĩ đến đây. Trong mắt độc thủ dược vương ngưng tụ, hỏa diễm trong tay bỗng nhiên tăng lớn mà viên linh đang cũng ở bên trong hảo diễm mãnh liệt phóng ra hào quang dị dạng. Trong mắt độc thủ dược vương tỏa ra tinh quang, khóe miệng nhếch lên một đường công hy vọng. Rốt cuộc cũng hoàn thành, rốt cuộc có thể kết thúc trận luyện chế mệt mỏi này. Lần luyện đan này thật mệt chết hắn rồi. Đụng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang vọng bên tai độc thủ dược vương. Độc thủ dược vương giật mình, hỏa diễm trong tay đột nhiên rung rẩy, trực tiếp nổ tung. Độc thủ dược vương không chú ý, rìa mép lông mày lại lần nữa bị đốt cháy khét. Mà Linh đang sắp xuất thế kia trong nháy mắt cũng hóa thành tro tàn. Độc thủ dược vương bất giác ngay người, thân thể cừng nhắc, lần nữa quay đầu qua, nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Ở nơi đó, Trác Phạm đứng gãi đầu, cười rạng rỡ nói, hắc hắc hắc, xin lỗi, vừa rồi không nhìn được, đánh cái rắm, có phải quá vang dội không? T thân thể độc thủ dược vương không ngăn được trung rẩy mạnh mẽ, nhìn thấy trác phàm mặt mày cười rạng rõ, còn mình thì lông mày đen, rầy cháy trông như phong phi dương lại tức giận đến không nói lên lời. Chương 264, Nguyên khí đại thương, 1, ha ha ha. Tiểu tử này, ta thật sự hoàn toàn bội phục hắn. Đại sảnh lầu trên, tạ thiên dương mạnh mẽ đập trên bàn đá trước mặt, cười to không ngừng phóng mắt nhìn toàn bộ thiên vũ đế quốc này độc thủ dược vương này nói thế nào cũng được xem như là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn thật không nghĩ đến ở chỗ này lại bị chỉnh đến mức thê thảm như vậy các ngươi nhìn bộ dạng hắn muốn khóc cũng không khóc được muốn giận cũng không giận nổi cũng quá bi ai đi bổn công tử cũng có chút thương hại hắn tiểu tử này thật không có nhân tính sao có thể đối với lão nhân gia như vậy ha 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 Tạ Thiên Dương vừa mắng Trác Phạm vừa cười đến mức nở hoa. Long Cửu cùng Kiếm Tùy Phong liếc nhìn nhau cũng cười một tiếng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm lại chỉ có tháng phục. Long Quỳ cùng Long Kiệt sau khi nhìn nhau lại nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cùng tuổi tác hơn nửa bọn họ còn xuất thân từ Tiềm Long Cát, là gia tộc siêu nhất lưu bên trong Thiên Vũ. Nhưng cho đến tận bây giờ cũng chỉ là trợ thủ bên trong của trưởng lão mà thôi thế nhưng là trác phạm xuất thân là nô bộc của gia tộc Tam Lưu. Vậy mà đã giao thủ với nhân vật thành danh lớn nhất thiên vũ. Hơn nữa còn ở thế thượng phong, dương danh toàn bộ bên trong thiên vũ. Đều là người mà sao lại chênh lệch lớn như vậy đây? Hai người mẫu đơn lâu chủ và thanh hoa lâu chủ nhìn về phía bóng người gầy gò gần như đã trưởng khống toàn cục kia đã sớm kinh ngạc đến không nói ra lời. Độc thủ dược vương tàn nhẫn cùng âm hiểm, hai người các nàng đã được lĩnh giáo qua. Lúc đối mặt với lão đầu kia, các nàng đều cảm thấy dù liên hợp toàn bộ lực lượng Hoa Vũ lâu lại cũng chưa chắc có thể địch lại được. Thế nhưng hôm nay trước mặt Trác Phàm, lão đầu kia lại giống như khôi lỗi, bị nam tử thần bí này trêu đùa hết lần này đến lần khác nhưng lại không có cách nào. Bộ dáng thê thảm khóc không ra nước mắt, đừng nói là các nàng đã nhìn thấy mà ngay cả tưởng tượng cả đời này cũng không dám. Đây là độc thủ dược vương, nghiêm tùng hung hăng càng quấy, âm hiểm ngoan độc sao? hai vị lâu chủ mẫu đơn và thanh hoa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhìn lẫn nhau cuối cùng vẫn là thanh hoa lâu chủ đi đến trước mặt long cửu yêu kiều cúi đầu thỉnh giáo cửu thúc các người đừng tiếp tục để chúng ta làm trò bí hiểm cái người đóng giả tống ngọc này đến cuối cùng là thần thánh phương nào chẳng lẽ là công tử thế gia kia sao hay là đệ tử nội môn của tông môn nào sao long cửu nhẹ nhàng vuốt chòm râu lại cười nhẹ lắc đầu trong mắt cũng tràn ngập mê mang, thế gia. Ha ha ha. Gia tộc của hắn chỉ là ánh sáng đom đóm, thực sự không xứng với hai chữ thế gia. Còn tông môn, ê, lão phu cũng chưa từng nghe nói qua. Tóm lại, từ trên người tiểu tử này, đều không giải thích được bí ẩn nào. Ngay cả cửu thúc ngài cũng không biết sao. Mẫu đơn lâu chủ giật mình, đi đến bên cạnh hai người, ngạc nhiên nói, vậy vì sao các người lại tin tưởng hắn như thế? tin tưởng. Hừ, chưa hề. Lúc này tạ thiên dương lại hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, coi như ta có thể tin tưởng bất cứ ai cũng sẽ không tin hắn. Bộ mặt thật của tiểu tử này các ngươi chưa thấy qua. Dây trước còn cùng ngươi kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Lát sau đã mang ngươi đi bán, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu mà ngươi hoàn toàn tin tưởng hắn đoán chừng lúc đó không biết sẽ chết như thế nào. Nói đến đây, Tạ Thiên Dương dường như lại nghĩ đến chuyện cũ, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ thật sâu, các ngươi cơ bản không thể nghĩ đến trên đời này lại có người vô tình đến thế. Hiện tại ta nhớ đến lúc hắn bán Ngưng Nhi ánh mắt băng lãnh cùng khuôn mặt lạnh tanh, trong lòng cũng sẽ dấy lên hàng ý. Mẫu đơn và Thanh Hoa lâu chủ không khỏi run rẩy trong lòng, cả hai đều có thể nhìn ra được. Tạ Thiên Dương không nói dối thế nhưng nếu người này ác độc đúng như trong lời nói thù sao lại được đám người long cửu tôn sùng tiếu đang đang dường như bất mãn với những gì tạ thiên dương nói về trác phàm không khỏi tức giận mà nói ngươi vẫn luôn nói phu quân ta là bằng hữu của ngươi thế mà lại nói xấu sau lưng hắn đây không phải là phẫn bội sao ta nói xấu hắn sao ha 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 ta nói đều là sự thật mà đối với điều này hắn cũng không hề phủ nhận tạ thiên dương bất đắc dĩ lắc đầu cười to lên thực ra điểm ta thưởng thức hắn nhất chính là điểm này không dối trá vậy dạng người này sao các ngươi còn có thể coi hắn là bằng hữu mẫu đơn lâu chủ giật mình trong mắt tràn đầy không hiểu mọi người nhìn lẫn nhau đều cười to ha 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 vì sao lại không thể trở thành bằng hữu thanh hoa lâu chủ nghe thấy lời này bất giác có chút choáng váng những người này rõ ràng đều không tin hắn thậm chí cũng biết rõ hắn không phải người tốt nhưng vì sao lại giống như dựa vào hắn mười phần dường như là bằng hữu chân chính chuyện gì đã giao cho hắn thì rất yên tâm đây không phải tự mâu thuẫn sao có lẽ nhìn ra nghi vấn của nàng tạ thiên dương khẽ mỉm cười nói thanh hoa lâu chủ tín nhiệm và không đáng giá để giao phó là hai chuyện khác nhau tuy hắn không phải là bằng hữu đánh giá để tin tưởng nhưng tuyệt đối là huynh để đánh giá để giao phó đơn giản là hắn có thực lực này Tạ Thiên Dương chỉ tay xuống dưới phía độc thủ Dực Vương bẩn thiểu, thẳng nhiên nói, thử hỏi nếu hôm nay không xuất hiện bằng hữu không đáng giá tin tưởng của chúng ta thì các ngươi đối phó với lão gia hỏa kia thế nào? Thanh Hoa Lâu Chủ và Mẫu Đơn Lâu Chủ không khỏi cảm thấy run rẩy thân thể, giờ khắc này mới hiểu được ý tứ cậu hắn. Không phải là bởi vì thanh niên thần bí đáng giá tin tưởng này mà đem tồn vong của Hoa Vũ Lâu giao phó mà hắn. Mà là ngoại trừ hắn không có ai có thể gánh vác được trọng trách này. Tạ Thiên Dương nhiên người tựa vào ghế. Ánh mắt nhìn về phía trác phạm bất giác nhu hòa hơn nhiều. Hiện tại các ngươi đã biết vì sao chúng ta đều tin nhận chức này mà không thể tin tưởng bằng hữu này đi. Chương 265 Nguyên khí đại thương 2. Bởi vì chỉ có hắn mới đánh giá cho chúng ta giàu phó nhất. Nếu mà không có hắn thì ta sợ rằng đời này sẽ mất đi người yêu nhất cho nên phần nhân tình này ta cảm thấy kiếp này cũng không còn cho nên tại lần yến hội đó hắn vừa mở miệng ta liền không nói hai lời dù cho có thể khiến kiếm hầu phủ mang đến tai họa ngập đầu cũng ủng hộ hoa vũ lâu các người lời này nói ra làm hai vị lâu chủ càng kinh hãi hơn hóa ra trong lần yến hội kia kiếm hầu phủ cùng tìm lòng các nhất trí ủng hộ các nàng không phải do thể diện của hoa vũ lâu mà chính là do tiểu tử này giúp đỡ kéo lên trong lúc nhất thời cả hai nàng đều cười khổ ra tiếng. Không ngờ rằng hoa vũ lâu thân là một trong bảy thế gia ngự hạ, kinh doanh hơn ngàn năm lại vẫn không có tác dụng bằng một câu của một tên tiểu tử. Cái này nếu là lúc bà ngoại còn tại thế thì lấy tính cách cuộc cường của bà nhất định có thể bị tức chết một lần nữa. Hắc si Dưới lầu trên đài luyện đan, Trác Phạm tự nhiên bị hắc hơi mạnh, nhưng lần này là thật. Trác Phạm nghi ngờ trong lòng không khỏi sờ mũi một cái mẹ nó người nào nói xấu sau lưng lão tử đây. Lúc này hắn nhìn về phía độc thủ dược vương đang ngơ ngẩn trước mặt, trong lòng thầm oán, nhất định là lão nhân này đang thầm mắng mình. cứ chờ đấy, chốc nữa ta sẽ lấy mệnh lão. Ánh mắt trác phàm khẽ híp, trong đồng tử lóe lên một đạo sát ý, nhưng mà lần này hắn đã oan uổng lão nhân này. Từ khi độc thủ dược vương luyện đang thất bại lần thứ hai, ngoại trừ tức giận lúc đầu sau đó bởi vì lo lắng mà đầu óc trống rỗng. Lần này tiến vào vòng 3, đều là một số luyện đan đại sư có chút danh vọng. Dù cho không bằng độc thủ dược vương hắn nhưng trên luyện đan thuật cũng là tiêu chuẩn. Chỉ một lượt tốc độ thì hắn vẫn có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn đã rơi xuống hai lần. Nếu lại tiếp tục truy đuổi thì hoàn toàn không có khả năng. Nhìn thấy điều này, trong lòng trác phàm cười lạnh, như đã đoán được từ sớm. Thực ra hai lần Trác Phạm đánh gãy thời cơ luyện đan của hắn đều đã sớm tính toán chuẩn, ngay tại một khắc đang sắp hình thành. Cứ như vậy, vừa vặn có thể hao phí thời gian luyện đan của hắn nhiều nhất. Coi như hắn luyện lần thứ ba, Trác Phạm không còn quấy nhiễu thì với tốc độ của hắn cũng đã không có khả năng đuổi kịp. Có thể nói ở vòng cạnh tranh thứ ba này, độc thủ Dược Vương ở luyện đan đã bị thua một bậc. Nhưng mà càng trọng yếu hơn là sau đó xem Trác Phạm chơi cho chết đi sống lại. Đào đang nương liếc nhìn Trác Phạm một chút, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, kích động không nói ra lời. Nàng vạn lần không nghĩ đến Trác Phạm vậy mà có năng lực như thế. Có thể có biện pháp đem độc thủ dược vương đá ra khỏi danh sách. Lần này mặc kệ là Trác Phạm thắng hay là đào đang nương nàng thắng thì bộ đề tu căng đều cũng sẽ không ra khỏi hoa vũ lâu. Đôi mắt đẹp của sở khuynh thành cũng dừng lại ở trên thân Trác Phạm. Đúng là trước nay chưa từng có, càng nhìn càng yêu thích lấy lời nói của Tiếu Đan Đan thì là phu quân này so với người trước kia còn mạnh hơn nhiều. Có biện pháp. Đột nhiên độc thủ dược vương vỗ óc một cái. Sợ hãi kêu lên. Ngay sau đó hắn liền xuất ra tám cây ngân châm, mạnh mẽ đâm xuống trán mình. Ngân châm phong huyệt. Trác phàm nhíu chân mày, không khỏi khẽ cười. Hắn hiểu rõ lão nhân này là muốn phong bế thính lực của chính mình tránh cho hắn lại đến quấy nhiễu thế nhưng sao lão gia hỏa này không làm sớm đi? Bây giờ lão tử dù không quấy nhiễu ngươi để cho ngươi luyện đang thật tốt thì ngươi cũng không kịp. Nhưng mà độc thủ dược vương dường như không tin, nguyên lực chi hỏa trong tay giấy lên đem toàn bộ dược liệu cho vào bên trong. Ngũ phẩm đan, hoàn thành. Đúng lúc này lại một tiếng kêu to vang lên. Người thứ chín thành công lọc vào. Mà những người còn lại đang liệu mạng luyện đan, thế nhưng dù là người kém cỏi nhất cũng chỉ cần khoảng 2-3 phút. Còn mấy người nhanh hơn, có thể chỉ khoảng chừng nửa phút là hoàn thành. Hừ, lão nhân này đã không đuổi kịp. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, những luyện đan sư còn lại trong mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Đây chính là lần đầu của bọn họ cũng có thể là lần suy nhất trong cuộc đời có cơ hội để thắng độc thủ dược vương. Phốc. Bỗng nhiên, một nguồn máu tươi đột nhiên phun ra, bay vào trong ngọn lửa sau một khắc ngọn lửa liền bốc cao hai. Ba trường, quy lực mạnh hơn trước mấy lần. Chỉ trong nháy mắt đã đem dược liệu hóa thành dược dịch. Trong mắt của Trác Phàm không ngăn được co lại, lão nhân này vì muốn lọc vào mà ngay cả huyết tinh cũng lấy ra để luyện dược, thật sự là liều lĩnh. Nhưng mà đáng tiếc, dù vậy nhưng muốn trong một khoảng thời gian ngắn luyện thành linh đan cũng là chuyện không thể. Phốc. Đột nhiên, lại phun một ngụm máu huyết, Độc thủ Dược Vương không kịp lau sạch vết máu bên miệng, lập tức kết ấn khởi quyết. Chỉ một thoáng máu nhập vào Hỏa Diễm Ngưng tụ thành một hạt đang căng tròn, mà những thứ nước thuốc kia ở bên trong Liệt Diễm giống như bách xuyên vào biển. Cùng nhau hướng phía huyết đang dũng mãnh lao đến. Chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn vào. Sau cùng nghe một tiếng hét lớn vang lên, trong tay Độc thủ Dược Vương Liệt Diễm lần nữa nổ vang, viên huyết sắc đang dược kia tròn căng, trong nháy mắt bay ra ngoài tản ra đan khí cùng cùng bốn phía. Độc thủ dược vương vung tay lên, đem đan dược hoàn toàn chụp đến tay, giơ cao lên đầu, lớn tiếng nói, ngũ phẩm đang luyện chế hoàn thành. Ngũ phẩm đang luyện chế hoàn thành. Dường như một trước một sau, có một người gọi to. Tiểu nhã nhìn hai người, dựa theo trình tự đến trước người dược vương, cầm lấy đan dược lên xem. Gật đầu nói, nghiêm lão luyện chế thành công ngũ phẩm hạ phẩm đan, lọc vào trận chung kết đan vương độc thủ dược vương vừa lúc trút ngân chăm ra, nghe được câu này bên tai. Thân thể hơi lay động một chút, thở dài một hơi, cuối cùng cũng nở nụ cười vui mừng. Thế nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, trác phạm liền biết hắn đã đại thương khí. Coi như có lọc vào trận chung kết đan vương cũng không có cách nào lại luyện chế được đan dược. Chương 266, bá khí lộ ra ngoài, một, mười người lọt vào vòng trong đã xuất hiện, những người còn lại đều bị loại. Tiểu nhã không tiếp tục đi nhìn người dường như đồng thời luyện thành công với độc thủ dược vương mà lạnh lùng lớn tiếng tuyên bố. Lời vừa nói ra, mọi người đều xì si xầm, càng có những người bất khả tư nghị kêu ra tiếng, không phải có hai mươi người lọt vào sao. Tại sao lại chỉ có mười người? Tiểu nhã lạnh lùng liếc nhìn người kia một chút trên mặt không có biểu tình, thẳng nhiên nói, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nói qua, nhân số lọc vào trận chung kết là 20 người. Chỉ là do trước đó vừa đúng lúc có 20 đỉnh đang lô tốt mà thôi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều suy nghĩ cẩn thận lại, mới đột nhiên phát hiện. Tại vòng cuối cùng lọc vào bên trong thi đấu, vì chủ trì này đúng thật là không có tuyên bố nhân số lọc vào giống như hai vòng trước mà chính là trực tiếp cho bắt đầu cạnh tranh luyện đan chỉ là bởi vì ngay từ đầu hoa vũ lâu đầu tiên đã nói đến 20 vị trí cho nên bọn họ mới nghĩ rằng đương nhiên vòng chung kết cũng có 20 người đứng đầu luyện đan đại sư tham gia. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi âm thầm thổn thức. Riêng 10 tên luyện đan sư về sau càng thầm hận chính mình đã hiểu sai quy tắc cạnh tranh. Coi là còn rất nhiều thời gian nên không xuất toàn lực vì vậy đã bỏ lỡ thời cơ tốt. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra đây chính là do hoa vũ lâu cố ý gây nên nếu một luyện đan sư ở thời điểm luyện đan không thể dốc hết toàn lực thì hắn tuyệt đối không có tư cách để làm một người luyện đan sư tiêu chuẩn trừ khi có thể giống như trác phàm dù sao bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có quy tắc đạo đức đều là vì mở cửa sau cho cường giả chờ một chút lúc này người dường như đồng thời luyện thành linh đan với độc thủ dược vương luyện đan đại sư lại lớn tiếng kêu lên hắn có chút kiên kỵ nhìn độc thủ dược vương một chút nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tâm lý không yên nên khẽ cắn môi, không phục nói, chủ trì, ta cùng nghiêm lão chỉ kém trong gan tất. Thế nhưng mà ta luyện thành là linh đan ngũ phẩm thượng phẩm. Hắn chỉ luyện thành ngũ phẩm hạ phẩm đan. Theo lý mà nói thì người thứ mười lọt vào phải là ta mới đúng. Im miệng. Thế mà tiểu nhã còn chưa đáp lời, trác phàm đã lớn tiếng hét lên, đôi con ngươi lạnh lùng chỉ có xem thần vô tận nói, vừa rồi ngươi không nghe rõ quy tắc sao lần này là so tốc độ không phải chất lượng ngay cả yêu cầu luyện đan cũng không rõ mà đã đồng thủ luyện đan thua là đáng đời còn mặt mũi nào ở chỗ này kêu gào như chó điên đừng nói là các người một trước một sau luyện thành linh đan cứ coi như các người đồng thời luyện thành nhưng lão gia hỏa này lên tiếng trước thì cũng là lão nhân này thắng tất cả mọi người không khỏi nao nao sửng sốt Tình hình lúc trước trong lòng mọi người đã quá rõ ràng, độc thủ Dược Vương cùng Tống Đại Sư này xem như là đối thủ một mất một còn. Tống Đại Sư hận không thể đem lão nhân này đá đi. Nhưng mà bây giờ tại sao Tống Đại Sư lại vì độc thủ Dược Vương nói chuyện? Mọi người đều nghi hoặc, đại sảnh lầu trên cũng không thể lý giải được. Cho dù là độc thủ Dược Vương cũng có chút kinh dị với cách làm của trác phạm như thế. Đào Đan Nương ở một bên nhìn thẳng cuốn cuồng vốn dĩ có thể đem độc thủ dược vương đẩy ra tại sao tiểu tử này lại đứng lên làm gì sở khuynh thành cũng không hiểu cách làm của hắn đôi mắt đẹp theo dõi bóng lưng cứng chắc của hắn không khỏi chớp chớp thu hết biểu lộ của mọi người vào mắt trác phàm hừ lạnh một tiếng trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo không e dè dạ lớn tiếng nói trong lòng các ngươi suy nghĩ gì lão tử đều rõ hết không sai lão tử thật sự muốn đem lão gia hỏa này đá ra ngoài nhưng mà lão gia hỏa này vì luyện đan đã dùng cả hai ngụm tinh huyết vứt non nửa tính mạng để có thể ở lại coi như lão tử âm mưu ngâm nước nóng cũng không còn lời nào để nói thế nhưng vòng tiếp theo trận chung kết đan vương lão tử vẫn sẽ thắng như cũ nhưng trong lúc này lão tử không cho phép lão nhân này chỉ vì miệng lưỡi bao biện mà bị ép rời đi nếu nói như vậy chỉ có thể là sỉ nhục đối với người thân là luyện đan sư như lão tử đây tiếng nói vừa dứt toàn trường lặng nhắc như tờ. Sau một khắc, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, tất cả mọi người đều nhìn về phía trác phạm tràn ngập vẻ sùng kính. Đây mới là phong phạm một đời tông sư. Quang minh lỗi lạc, khí thế bất phàm. Cho dù là độc thủ dược vương dù khác này ánh mắt nhìn về phía trác phạm cũng phát ra từng tia kính ý không rõ. Bàn tay khô cạn gầy gò ngăn không được trung rẩy. Đào đang nương khẽ thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng tiểu tử này, lúc gian tà rất gian tà, lúc lỗi lạc rất lỗi lạc. Đây mới là nam nhân chân chính, trượng phu vĩ đại xứng đáng với nha đầu khuynh thành này. Trong lòng sở khuynh thành tràn đầy hoan hỷ, hai mắt nhìn trác phạm yêu thương càng sâu. Tiểu đan đan thì đã hưng phấn đến run rẩy toàn thân, nam tử bá khí như vậy làm cho nàng không muốn yêu thích cũng khó. Bọn người tạ thiên dương liếc nhìn nhau, đều gật đầu tán thưởng. Tuy trác phạm bị ổi vô sĩ, không có chuyện ác nào không làm nhưng không thể nói là tiểu nhân, chỉ có thể nói là ác nhân. Mà phần ác này lại là ác đại khí, ác anh hùng. Kẻ này thật kiêu hùng, ta không bằng ngươi. Hoàng Phủ Thanh Vân ngồi ở ghế khách quý sườn đông phun một ngụm trọc khí thật dài. Nhìn về phía bóng người của Trác Phạm, tràn đầy cảm thán. Mọi người nhìn lẫn nhau, trong lòng do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn là Lâm Tử Thiên đi đến, cười nói, nhị công tử nhìn tên tiểu tử kia có muốn biến thành người mình. Không. Hoàng Phủ Thanh Vân chậm rãi khóa tay. Trong mắt hơi hiếp trong mắt sát ý thật sâu, cái này gọi là một núi không thể có hai hổ. Hắn đã là kiêu hùng, làm sao chịu làm kẻ dưới. Cho nên càng phải nhanh chóng chỗ chi. Vô luận như thế nào, dù hôm nay bồ đề tu căng không đến tay thì kẻ này cũng phải diệt trừ. Hoàng Phủ Thanh Vân nắm quyền, giọng nói ngưng trọng, Hiện tại bổn công tử luôn có cảm giác. Chương 267, bá khí lộ ra ngoài, hai, nếu hôm nay không thể diệt trừ hắn thì ngày sau kẻ này sẽ là kẻ địch mạnh của đế vương môn ta. Nghe lời này, mọi người cùng run lên. Đế vương môn chính là đứng đầu bảy thế gia. Cho dù đối mặt với sáu thế gia còn lại cũng chưa từng sợ hãi. Thế nhưng hôm nay vì sao nhị công tử lại coi trọng một tên tiểu tử của thế gia tam lưu như vậy? Cứ coi như hắn có bản lĩnh thông thiên triệt địa cũng không đấu lại đế vương môn đi. Thế nhưng mà bọn họ ai cũng biết, người tinh thông nhất đế vương môn chính là người biết đế vương chi thuật. Nếu Hoàng Phủ Thanh Vân đối với tiểu tử này kiên kỵ như vậy thì chỉ có thể chứng minh. Ngày sau tên tiểu tử này chỉ sợ sẽ thật sự uy hiếp đến an nguy của đế vương môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về hướng trác phàm thật lâu chỉ có lâm tử thiên vẫn bình chân như vậy tiếp tục nịnh hót nói ha 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 nhị công tử thật lo xa chỉ là một tên tiểu tử của thế gia tam lưu đừng nói hắn biết cái gì mà luyện đan thuật thượng cổ mà coi như hắn là thất phẩm luyện đan sư thì có thể thế nào mạo xưng còn không phải chỉ là một tên luyện đan làm sao có thể hoàng phủ thanh vân hung hăng nguyết hắn một cái Lâm Tử Thiên không khỏi run rẩy, nháy mắt không dám lên tiếng. Bổn công tử lặp lại lần nữa, kẻ này hôm nay tất phải trừ. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh vân chớp lên thần sắc quyết tuyệt dị thường. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cho đến bây giờ chưa thấy qua hắn kiên quyết như thế. Sau đó gật đầu một cái trên mặt lóe lên một đạo ngoan sắc. Trên đài luyện đan, người vừa rồi còn kêu gào mãnh liệt liền ông quyền, xấu hổ nói, tổng đại sư nói có lý đáng lẽ tại hạ không nên tiến vào danh sách 10 người. Lúc trước nói bừa, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Nay cảm giác được khí độ của Tống đại sư thực sự lấy làm hổ thẹn. Nói xong người kia lần nữa hướng về phía Trác Phạm hành lễ thật sâu. Quay người rời đi. Nhìn thấy việc này, mọi người lại càng sùng kính liếc nhìn Trác Phạm. Người kia là luyện đang cao thủ xếp hạng thứ 13 của toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc, lại nổi danh tính toán chi ly nhưng bây giờ lại vui lòng phục tùng rời đi, đây là Tống Đại Sư lấy đức phục người. Nếu Trác Phạm nghe được tâm tư đó của Trác Phạm nhất định sẽ cười to lên. Bốn chữ lấy đức phục người này tuyệt đối không thích hợp với hắn. So ra hắn càng muốn lấy quyền phục người. Tiểu Nhã càng thêm cung kính hướng Trác Phạm không người thi lễ. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm từ đầu là xem thường càng về sau lại chấn kinh. Mãi đến bây giờ mới trở nên sùng kính. Đối với việc này, Trác Phàm không có cảm giác gì nhưng sở khuynh thành lại thận trọng phát giác ra, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Đây là vì phu quân quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt gì, nhiều người nhìn chầm chầm quá. Chúc mừng các vị luyện đan đại sư đã tiến vào trận chung kết đan vương. Đem cơ hội lấy được phần thưởng cuối cùng của hoa vũ lâu chúng ta là bồ đề tu căng, linh vật cửu phẩm. Tiểu nhã nhìn về phía 10 người trước mặt khẽ mỉm cười nói, hiện tại mời các vị dựa theo thứ tự lúc trước giành được, đứng ở ghế ngồi tương ứng. Vừa nói xong, tám tên luyện đan sư theo thứ tự di chuyển về phía trước. Dù sao thực lực luyện đan của bọn họ không hề biến hóa. Ai mạnh vẫn mạnh, ai yếu vẫn yếu. Chỉ có mỗi độc thủ dược vương là bị trác phàm nhiễu loạn, từ thứ hai rớt xuống thứ mười. Quy, lão gia hỏa, đến lượt ngươi thoái vị đi. Đào đang nương trong lòng không khỏi mừng thầm khó khăn lắm mới có thể đuổi được lão quỷ này xuống độc thủ dược vương cười tà một tiếng hung hăng liếc nhìn lão thái bà kia một chút hừ lạnh nói hừ ngươi gấp cái gì cũng không phải ngươi đuổi lão phu xuống độc thủ dược vương vừa nói vừa nhìn về phía trác phàm trong mắt phát ra một cổ chiến ý trước nay chưa từng có đây là tình huống mà vài chục năm nay cũng chưa từng xuất hiện tiểu tử cả đời lão phu đã luyện đang vô số chưa gặp được địch thủ nhưng mà hôm nay ha 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 lão phu tung hoành đại lục mấy chục năm không có bội phục qua bất luận kẻ nào nhưng mà hôm nay ha 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 độc thủ dược vương cười lớn một tiếng quay người chậm rãi đi đến vị trí của người thứ hai kia nhưng tiếng nói của hắn vẫn truyền vào tai tất cả mọi người rõ ràng như vậy tiểu tử hôm nay chúng ta đại chiến một trận nhìn xem ai mới là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ đi lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi độc thủ dược vương luôn cao ngạo chưa bao giờ nhìn qua bất cứ ai cho dù là công tử gia chủ của đế vương môn hắn cũng chỉ thuần phục ngoài mặt nhưng trong lòng vẫn không đem bọn họ để vào mắt như cũ hắn là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ tất nhiên có tiền vốn để kiêu ngạo thế nhưng mà lần này hắn gặp phải địch thủ mạnh mẽ nhất đời ba lần tỷ thí đều thua cả ba lần đây là lần hắn thất bại thảm hại nhất trong đời tuy vậy hắn cũng không tức giận ảo não càng không ghen ghét. Dường như trở lại lúc tuổi trẻ, lửa nóng chiến đấu ở trong lòng lại lần nữa cháy hừng hực. Đào đang nương dường như lại nhìn thấy bộ dáng của độc thủ dược vương ngày xưa, không khỏi ngây ngẩn, khóe miệng nhếch lên một đường công khó hiểu, nhìn về phía trác Phàm nói, tiểu tử, lão gia hỏa kia đã hoàn toàn đem ngươi thành đối thủ của hắn suốt đời. Đây là sự tán đồng của hắn dành cho ngươi. Thôi đi, lão tử cần gì hắn tán đồng. Trác phàm khinh thường biểu môi, Lạnh lùng nói, "Lão gia hỏa, lúc trước ngươi luyện đang đã ném non nửa cái mạng. Nếu lại luyện nữa, ngay cả mạng già cũng không còn." Mệnh của lão phu, lão phu tự quyết định. Tóm lại, hôm nay lão phu nhất định phải thắng ngươi một lần. Độc thủ Dược Vương khoát tay. Hao Tình vạn trưởng nói. Trác Phạm không khỏi nhíu mày, ngược lại đối với lão gia hỏa này lại có chút lau mắt mà nhìn. Lúc này độc thủ dược vương đã không giống như lão đầu âm hiểu ngoan độc lúc trước mà cũng có ý vị của một luyện đan đại sư chính thức. Chương 268, Trận chung kết đan vương, một Sư phụ, thương thế của người không sao chứ. Trên đường chuyển đổi vị trí, nghiêm phục vội vàng đến trước người độc thủ dược vương. Xem xét trên dưới, vẻ mặt quan tâm nhưng mà độc thủ dược vương mặt không hề có biểu tình gì, không liếc nhìn hắn một lần. 3. Độc thủ dược vương đột nhiên dùng tay tác vào trên mặt hắn, đem hắn đánh ra xa 3 mét, mới cả giận nói, hừ, vi sư còn chưa thành đan mà sao ngươi dám thành. Ngươi cũng biết, chỉ kém một chút nữa là vi sư không có cách nào lọt vào chung kết đan vương. Thật xin lỗi sư phụ là đồ nhi sai. Đồ nhi làm sao có thể ngờ rằng ngài sẽ bị tên tiểu tử kia vẻ mặt nghiêm phục cầu xin đeo lên chân độc thủ dược vương nhưng mà nói được một nửa lại không dám nói nữa ánh mắt độc thủ dược vương khẽ hiếp lại lạnh lùng nói ngươi nói là sư phụ bị tiểu tử kia thế nào bị tiểu tử kia chơi rất thảm đúng không đồ nhi không dám nghiêm phục vội vàng gập lưng cúi đầu trên đầu đầy mồ hôi độc thủ dược vương cười nhẹ lắc đầu rồi lại bật cười một tiếng ngươi còn có gì mà không dám thật sự là lão phu bị tên tiểu tử kia chơi lòng vòng, vô luyện là luyện đan hay là tâm kế đều thất bại lớn. Cái này có gì mà khó nói? Ngay cả tiểu tử kia cũng có thể thừa nhận. Không thể đem lão phu đá ra ngoài là hắn đã thua một chiêu. Vậy lão phu từ đầu đến cuối, thua ào ào có cái gì không thể thừa nhận? Nghiêm phục sững sờ, nghi ngờ ngẩng đầu liếc nhìn độc thủ dược vương lẩm bẩm nói, sư phụ ngài, ngài có vẻ như có chút thay đổi không phải ta thay đổi mà chỉ là ta trở lại như lúc đầu. Độc thủ dược vương hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng giật mình. Dường như nói với mình lại như nói cho đồ đệ, luyện đan đại sư vốn là một lòng luyện đan, đan thành đan bại đều là bình thường, không có gì phải dám dếm. Vừa nói độc thủ dược vương vừa nhìn về phía nghiêm phục, đồ nhi. Ngươi có biết vì sao lúc nãy vi sư đánh ngươi không? Biết, bởi vì đồ nhi dám thành đan trước sư phụ thật sự là sai lầm to lớn không thể nói. Nghiêm phục không ngừng cúi đầu nhưng còn chưa dứt lời đã bị độc thủ dược vương khoát tay, cười to nói, ha ha ha. Loại chuyện nhỏ này có tính là gì? Lão Phu chỉ đố kỵ ngươi đã đoạt được cái ghế. Hại Lão Phu suýt nữa mất đi cơ hội được đỏ ức cùng kinh địch một lần mà thôi. Loại cơ hội này chỉ sợ từ lúc sinh ra đến giờ Lão Phu cũng không gặp được. Độc thủ dược vương cười lớn tiếng rồi không tiếp tục nhìn về phía đồ đệ nữa mà vòng qua hắn trực tiếp đứng lên vị trí thứ 10. Nghiêm phục hơi sững sờ, quay đầu liếc nhìn sư phụ, nghi ngờ gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy hình như sư phụ không còn giống như trước kia. Trước kia sư phụ hắn đều lấy kết quả làm trọng. Đang thành có phần thưởng, đang hủy phải phạt. Nhưng mà bây giờ sư phụ hắn có lẽ đã không còn coi trọng kết quả, lại muốn đường đường chính chính so tài với tiểu tử kia một lần như lúc trước đã nói tiểu tử kia dám uy hiếp đại vị luyện đan sư đệ nhất thiên vũ của độc thủ dược vương hắn thì nhất định phải diệt trừ cho thống khoái một người chết dù có luyện đan thuật cao hơn hắn cũng không thể đoạt được vị trí của hắn đi kỳ lạ chẳng lẽ tiểu tử kia chỉ đơn giản muốn nói giúp sư phụ một câu nghiêm phục nhìn về phía trác phàm trong lòng tràn đầy nghi vấn tranh đấu giữa kiêu hùng tuy tràn ngập âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt nhưng thắng sẽ được được lỗi lạc, vinh quang. Cho nên trác phàm không thể đá độc thủ dược vương ra ngoài vậy thì mau thừa nhân thua một lần. Nếu không ván tiếp theo lại lật về cũng thế. Thế nhưng mà thông qua lời đàm tiếu của người khác về độc thủ dược vương hắn nhất định sẽ không làm. Hắn có thể sử dụng những người này nhưng sẽ không dựa vào họ. Độc thủ dược vương có cảm giác tại đây cũng là kích thích vạn trường hùng tâm thế nên muốn lấy chân tài thực học thắng Trác Phàm một lần, hơn nữa còn muốn thắng Quang Minh lỗi lạc để hắn tâm phục khẩu phục. Đây là chiến tranh giữa hai đại kiêu hùng, tranh đoạt giữa hai luyện đan sư chân chính, càng là tranh đấu giữa hai nam nhân. Hoàng phủ Thanh Vân ngồi ở ghế khách quý sườn đông chăm chú nhìn bóng người Trác Phàm, sau đó nhìn về phía độc thủ Dực Vương nói: "Các ngươi nghĩ lần này Nghiêm lão có nắm chắc phần thắng hay không?" "Đương nhiên, nhị công tử." Nghe được lời này, lâm tử thiên vội vàng đi đến bên người hoàng phủ thanh vân cười nói ba lần trước tuy rằng nghiêm trẩn lão bị thua nhưng từ vòng thứ ba nhìn lại thì cho dù tiểu tử kia dùng bí thuật thường cổ thì luyện đan cũng phải cố hết sức có thể thấy hắn nhiều nhất là luyện được đến ngũ phẩm đan nhưng mà nghiêm lão là luyện đan sư thất phẩm chân chính sao lại có lý không thắng được ừm có đạo lý hoàng phủ thanh vân hơi gật đầu lông mày lại đột nhiên nhíu lại cười nói nhưng mà lâm trưởng lão nếu ngươi không nói thì bổn công tử suýt chút nữa quên lúc bắt đầu vòng thứ ba hình như ngươi cũng nói như vậy còn lấy đầu cam đoan rằng nghiêm lão tất thắng kết quả thế nào trong lòng lâm tử thiên oán thầm khóe miệng nhìn không được co rút mạnh lúc nào lão tử dùng đầu cam đoan lão gia hỏa kia tất thắng đây không phải là mong muốn đơn phương của ngươi sao thế nhưng mà hắn không dám nói ra đành phải cười rạng rỡ lắc đầu Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao đối với lão đầu nghiêm tùng này, bổn công tử không có hy vọng gì vào hắn. Ngươi nhìn vòng thứ nhất hắn thua cứ coi như là do tiểu tử kia trục lợi. Chương 269: Trận Chung Kết Đan Vương 2, nhưng vòng thứ hai vẫn thua đi. Hoàng Phủ Thanh Vân quệt miệng nhẹ nhàng lắc đầu nhưng nghĩ đến bộ dáng buồn nôn của nghiêm tùng giống như đang ăn phải một con ruồi chết vẫn không nhìn được mà cười ra tiếng, ha 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 tốt nha, cái kia cũng coi như tiểu tử đó có tuyệt kỹ. Thế nhưng là vòng thứ ba, chỉ một cái nhảy mũi, một cái rắm đã khiến hắn từ vị trí thứ hai thành người thứ mười. Đây cũng là tuyệt kỹ dị thuật của tiểu tử kia sao? Nhị công tử nói phải, nghiêm tùng bình thường giả vờ là lão sói vẫy đuôi, vào thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích thật sự không đáng để giao phó trách nhiệm ngũ trưởng lão u minh cốc tiến lên phía trước lập tức bỏ đá xuống giếng nói lông mày hoàng phủ thanh vân nhíu lại nhìn về phía lâm tử thiên nói lâm trưởng lão ngươi nói xem trong lòng lâm tử thiên do dự đây rõ ràng là nhị công tử đã bất mãn đối với nghiêm tùng nhưng mà trước đó hắn đã ra sức bảo vệ nghiêm tùng thì cũng đã cùng lão đầu kia chung một thuyền lúc này lại phản bội thì có thể khiến cho nhị công tử này có ấn tượng không thể tín nhiệm hay không nghĩ đến đây lâm tử thiên khẽ cắn môi ngay từ đầu đã sai thì lão phu cứ sai đến cùng đi hy vọng đối với lão đầu kia và lão phu đều xem như một đường sống sau đó hắn chặn lại nói nhị công tử bớt giận đây cũng không thể là trách nhiệm của mình nghiêm lão chỉ vì đối thủ quá mức gảo hoạt thế nhưng đây là trận chung kết đan vương sau cùng tất nhiên sẽ yêu cầu luyện chế vượt qua ngũ phẩm đang dược lần này tiểu tử kia coi như giảo hoạt cũng không làm nên chuyện gì nghiêm lão tất thắng hoàng phủ thanh vân bất giác nhướng mi liếc hắn một cái thật sau cũng không phải bởi vì cảm thấy hắn nói đúng mà chính là cảm thấy tên này cũng có một mặt trung thành không khỏi âm thầm gật đầu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng nhìn ra chỗ tán thưởng ở sâu trong mắt hắn lâm tư thiên thở dài một hơi trong lòng thầm đắc ý lần này rốt cuộc để lão tử thành công một lần. Ê, gần vui như gần cọp, thực sự là khó khăn. Tiểu nhã ở trên đài luyện đan, nhìn 10 người luyện đan đại sư mạnh nhất đã ngồi vào vị trí không khỏi mỉm cười, tuyên bố đề mục cạnh tranh của vòng cuối cùng, sau cùng đã đến trận chung kết đan vương, tự do phát huy, chỗ luyện đan dược không giới hạn. Coi trọng phẩm chất không coi trọng tốc độ đang dược có phẩm giai tối cao sẽ thu được vinh quang đan vương của bách đan thịnh hội lần này. Thanh âm của tiểu nhã vang lên bên tai mọi người. Chỉ một thoáng có người vui kẻ buồn. Bọn người hoàng phủ thanh vân thì cười to lên. Quả nhiên như lâm tử thiên nói, lần thi đấu sau cùng đúng là bản lĩnh của luyện đan sư chân chính. Đầu mi đào đang nương hơi nhăn, nhìn về phía trác phàm. Dù sao trác phàm cũng chỉ là tu vi đoán cốt cảnh, vừa rồi luyện chế ngũ phẩm linh đan đã cố hết sức, làm sao có thể địch nổi với độc thủ dược vương luyện đan sư thất phẩm đây? Thế nhưng Trác Phạm chẳng hề để ý, độc thủ dược vương xa xa nhìn hắn cũng một mặt đấu chí. Ba lần đấu với Trác Phạm đều bị thất bại, hắn có thể nhìn ra tiểu tử này tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Tuy nhiên tu vi đoán cốt cảnh mà luyện chế thất phẩm linh đan giống như nói mơ giữa ban ngày không thể có khả năng xảy ra. Nhưng đặt trên người tiểu tử này thì ai mà biết được. Dường như cũng chú ý đến ánh mắt của lão đầu, lông mày của Trác Phạm nhíu lại, hướng phía khác phất tay. Lại hoàn toàn không nghĩ đến, giờ khắc này người tin tưởng vào năng lực của hắn nhất lại là đối thủ lớn nhất này. Như vậy, vì đảm bảo lý do công bằng, Hoa Vũ lâu chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ dược liệu cho nhóm luyện đang đại sư không có cao phẩm dược liệu. Lúc này tiểu nhã vỗ tay, mấy trăm đệ tử hoa vũ lâu trang điểm lòng lấy liền đẩy từng dãy thuốc đi lên đài cao. Mở mắt mà nhìn thì các dãy thuốc kia bày đầy các loại dược tài trân quý từ nhất phẩm cho đến thất phẩm. Thậm chí còn có một ít dược tài bát phẩm ở bên trong. Không khỏi núi nước bọt một tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người và kể cả nhóm luyện đan sư kia cũng đều tỏa sáng. Giống như một đám sói đói gặp một mẻ cừu non ngon miệng lại giống như một đám sắc lăng nhìn thấy kiều nương đang khỏa thân tắm rửa. Ê, không hổ là hoa vũ lâu, thế mà có thể chuẩn bị phong phú dược tài như thế. Số lượng cùng phẩm chất quả thực không phải là những người như nhị, tam lưu gia tộc bọn họ có thể so sánh. Cho dù là nhất lưu gia tộc cũng xa xa không thể theo kịp. Hiện tại, mời 10 vị luyện đan đại sư tiến lên chọn lựa các dược tài thiếu hụt khi luyện đan. Thế nhưng mà cũng phải nói trước, mọi người cũng không thể có lòng tham chọn nhiều dược tài muốn luyện chế toàn bộ nếu không tiểu nhã mỉm cười giống như nhìn rõ tâm tư của tất cả mọi người mọi người bất giác ho một tiếng xấu hổ cười rồi tiến lên đài cùng nhau chọn lựa chỉ chốc lát sau mọi người đã chọn xong trở lại chỗ ngồi của mình chuẩn bị luyện đan nhưng tiểu nhã nhìn một vòng xung quanh lại đột nhiên phát hiện vì sao mười luyện đan đại sư lại thiếu một người Quay người nhìn qua thì thấy Trác Phạm vẫn đang chọn lựa, ách không? Là trắng trận cướp dược tài. Bởi vì hắn cũng không phải chọn lựa từng kiện một mà chính là lấy một tủ bỏ vào trong nhẫn giới chỉ. Từ dược tài nhất phẩm đến bát phẩm đều không ngoại lệ. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngay người. Đại ca, dưới ban ngày ban mặt, công khai ăn cướp của Hoa Vũ Lâu A. Chương 270, Cướp bóc vô sĩ, một Tống Đại Sư, Ngài. Ngài đây là. Tiểu Nhã khẽ mấp máy môi hồng nhìn về phía Trác Phàm Tuy rằng biến rõ hắn muốn làm gì lại không thể nói thẳng. Dù sao qua ba vòng cạnh tra đan, Trác Phạm đã từ một người không có tiếng tâm gì biến thành luyện đan địa sư đệ nhất được nơi này công nhận nên cũng cần cho hắn chút thể diện. Thế nhưng mà coi như ngươi có là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ thì tại Bách Đan Thịnh Hội cũng phải tuân thủ quy tắc không thể ngang nhiên làm trái được. Tiểu Nhã cực kỳ lúng túng nhìn Trác Phàm, cảm giác đối mặt với vị đại sư kỳ hoa này làm cũng không được mà không làm cũng không được. Đúng là tiếng thoái lưỡng nan. Trác Phàm hơi dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã, nhíu mày hỏi, không phải ngươi nói những dược liệu này cho chúng ta à, lại làm sao? Tống đại sư, nhất định là lúc nãy ngài chưa nghe rõ những gì ta vừa nói, có một chút hiểu lần. Tiểu Nhã vội vàng mỉm cười, giải thích nói ta vừa mới nói là những dược liệu này là để bù cho những đại sư thiếu khuyết dược tài trong tay đúng rồi ta thiếu tất cả nha thế mà tiểu nha còn chưa nói xong trác phạm đã mạnh mẽ ngắt lời tiếp tục lấy thêm một tủ dược tài cho vào trong nhẫn giới chỉ mọi người thấy tình cảnh này đều ngây ngốc cái này mà cũng được sao lúc này mấy luyện đan sư kia cũng có chút trục trịch biết vậy lúc nãy lấy nhiều thêm một chút a à, chủ trì nếu như Tống Đại Sư nói những lời như vậy cũng được thì có phải Lão Phu cũng có thể lại đi lấy. Lưu Nhất Chân liếm bờ môi khô khốc, lo lắng nhìn Trác Phàm sau đó lại liếc nhìn về phía tiểu nhã nói. Nếu mà không tranh thủ thời gian thì tiểu tử này sẽ đem dược tài lấy con mẹ nó sạch. Tuy hắn là luyện đan sư của một thế gia nhất lưu nhưng bàn về số lượng và chất lượng dược tài trung phẩm trong tay cũng không có nhiều. Tiểu nhã mạnh mẽ lường nguyết hắn một cái. Hơi giận nói, Lưu đại sư ngươi cũng không cần lại thêm phiền. Chẳng lẽ những dược liệu này ngươi đều có thể luyện hết tại trận này sao? Lưu Nhất Chân vừa muốn xung lên phía trước, thân thể không khỏi trì trệ cười xoa một tiếng, lại bất đắc dĩ lắc đầu lui về. Những dược liệu này nhiều như vậy, ai có thể một lần luyện hết? Mẫu chốt nhất là hắn không đắc tội nổi với Hoa Vũ lâu. Nếu không phải vậy thì lấy thêm một chút cũng không sao. Nghĩ đến đây, Lưu Nhất Chân bày ra về mặt sùng bái nhìn Trác Phạm đang thu thập từng tủ dược tài giống như dọn nhà vào nhẫn giới chỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không biết thiếu niên này ở tông môn nào hoặc là công tử ở đại gia tộc nào. Làm gì có chỗ nào giống với tiểu tử thế gia Tam Lưu. Nếu không cũng không có khả năng ăn cướp của hoa vũ lâu trắng trợn như vậy. Tống Đại Sư, ngươi cần hiểu rõ, chỗ dược liệu ngươi cầm này đều cần phải luyện chế hoàn thành tại chỗ nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lần này tiểu nhã thật sự có chút phẫn nộ, khẩu khí cũng trở nên mạnh mẽ. Động tác lấy thuốc của Trác Phàm không khỏi dừng lại chút, nhìn về phía những dược liệu này trong lòng cười thầm. Những dược liệu này theo phẩm chất từ nhất phẩm đến bát phẩm nhiều như thế làm sao có thể luyện chế hết trong một lần. Muốn luyện xong tối thiểu cung phải mấy ngàn khỏa đang dược. Nhưng mà vậy thì sao? Đợt này là chung kết đan vương, hắn chiếm lấy vô địch sau khi cầm về bồ đề tu căng phủi mông liền đi hoa vũ lâu này làm sao có thể quản bắt được hắn cho nên đối với hắn mà nói hiện tại bảo bối ở ngay trước mặt có bao nhiêu hắn muốn lấy bấy nhiêu ù ừ sao về sau cũng sẽ vạch mặt ngu gì không cầm trác phàm chậm rãi quay đầu lại nhếch miệng cười một tiếng thản nhiên nói làm sao ngươi biết ta sẽ không thể luyện hết một lát nữa ta nhất định sẽ luyện xong toàn bộ Trác Phạm nói xong lại tiếp tục không biết xấu hổ cướp bóc dược tài ở trên đài. Tiểu Nhã nhìn tình hình này dường như sắp khóc. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng thấy đại sư mất mặt mũi như thế. Tại chỗ luyện chế mấy chục ngàn khỏa đang dược làm sao có thể. Đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn. Mọi người dưới đài nhìn đến vị có luyện đang thuộc che lại cả độc thủ dược vương luyện đang đại sư này đang ở trên đài lấy từng tủ dược tài đã sớm cả kinh không nói nên lời vị đại sư này thật có gan, đến cả hoa vũ lâu cũng dám chiếm tiện nghi. Thế nhưng cho dù là vậy, hiện tại không thể nói hắn một chút nào. Ai bảo hoa vũ lâu tự mình nói có thể cho bọn họ tự do lựa chọn dược tài. Người ta có thể luyện chế 10.000 khỏa đan. Người có thể làm thế nào? Tuy điều đó không có khả năng nhưng người cũng chỉ có thể thu được về tính sổ sau. Hiện tại Trác phàm vẫn lấy như cũ nhưng cũng không ai xen vào hắn. Tiểu Nhã và những người khác chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ chờ Trác Phạm đem vô số dược tài trân quý cấp vào trong giới chỉ. Bỗng nhiên Trác Phạm dừng động tác. Tiểu Nhã thấy vậy không kìm được vui mừng, tiến về phía trước cười nói, "Tống đại sư, ngài chuẩn bị xong rồi sao?" Vậy thì nhanh trở lại ghế ngồi, bắt đầu cạnh tranh đan. Tất cả mọi người đang chờ người đấy. Trác Phạm quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã. Đầu mi hơi nhăn, đem nhẫn giới chỉ trên tay lắc lắc trước mặt tiểu nhã nói, nhẫn giới chỉ của ta đã đầy, người có thể cho ta một cái nhẫn giới chỉ khác không? Tiểu nhã không khỏi lão đảo suýt ngã xuống. Tất cả mọi người cũng bày vẻ mặt bị tác mạnh một cái. Vị tống đại sư này thật sự là quá vô sĩ đi. Không có, hoa vũ lâu chúng ta không cung cấp nhẫn giới chỉ. Tiểu nhã dường như là hét lên, tức giận đến mức muốn nổ phổi. Trác phàm liếc nàng một cái, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, biểu môi, hư nhẹ nói, còn bày đặt bảy thế gia ngự hạ đây. Hẹp hòi. Tực một tiếng, tiểu nhã suýt chút phun một ngụm máu ra ngoài. May mắn đến cổ họng lại nuốt về.